bạn chuẩn bị ôi à, coi mà có lươn đổ này đổ mất bạn quyền khăn. Món câu lươn người Thái gọi là quay lươn. Nghĩa là đừng cho nó ăn, ăn đi mắt nó kéo thôi. Thế dao dành đớp thì nó lấy được con cho hết đi con ấy. Tuyệt vời, to mắng lắm. Tấm nổ. Bảo ăn đồ bảo thôi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.